Xin chào các bạn, mình là Lý Việt MMO đây. Thì rất vui được gặp lại các bạn thông qua series kiếm tiền trên trình duyệt WebRay trên điện thoại di động. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác thực tài khoản Uphold cho các bạn verify á, để mà chúng ta mới có thể nhận tiền từ Ray được cho các bạn. Thì để xác thực tài khoản Uphold thì chúng ta hãy làm như sau. Trước tiên các bạn cũng hãy đăng nhập vào VIP House ha. Rồi, đăng nhập vào VIP House. Rồi, các bạn bấm sign in nhé. Rồi, thì tại vì mình mới hãy đây nên cho nó không có cái xác thực 2FA cho các bạn, nhưng các bạn lâu lâu đã đăng nhập vào thì nó sẽ xác thực 2FA. Tại vì mình vừa mới đăng nhập vô cho nên là nó không có đó. Rồi, sau khi mà các bạn đăng nhập vô thì sẽ có cái giao diện như thế này. Và các bạn thấy cái dòng xanh xanh có quả cầu không? Verify your identity. À, nếu như các bạn đăng nhập vô có cái dòng này thì các bạn bấm trực tiếp cho luôn. Còn nếu các bạn không có, các bạn bấm vào ba chấm nè. Các bạn bấm vào ba chấm, sau đó các bạn bấm vào cái tên của các bạn á. Các bạn bấm sổ xuống, các bạn bấm setting nha. Rồi, các bạn thấy cái dòng trên cái tên không? Nó có chủ có chữ là not verified become a verified member nha. Thì các bạn bấm vào đây. Đó. Bấm vào đây nha các bạn. Thì nó ra cái này á, là cái bảng để các bạn điền. Thứ nhất á, là địa chỉ nhà ha. Cái này á tốt nhất là các bạn điền y chang như chứng minh nhân dân nha, y chang chứng minh nhân dân. Rồi, như mình ở đây á, các bạn cứ coi chứng minh nhân dân của các bạn thì các bạn điền y chang nha, và điền không dấu nha các bạn. Rồi, sau khi điền đầy đủ như vậy thì các bạn bấm Next cho mình nha. À, bấm Next cho mình. Rồi. À, các bạn thấy không? Các bạn để ý nè. À, cái bước này là cái bước gì? Cái bước này nó kêu mình cầm điện thoại lên chụp cái chứng minh nhân dân nha các bạn, hoặc là passport hoặc là bằng lái xe nha các bạn. Ba cái là, thứ nhất là chứng minh nhân dân, hoặc là bằng lái xe, hoặc là passport. Rồi, các bạn bấm nét cho mình. Rồi. Rồi, ở đây nó hiện là tiếng Việt nè. Hãy xác minh danh tính của bạn. Uphold muốn xác nhận danh tính của bạn thông qua một quy trình chạy trên nền VRIP. Trước khi bạn bắt đầu, vui lòng chuẩn bị sẵn một giấy tờ chứng minh nhân dân hợp lệ và không bị hư hại. Đảm bảo bạn ở trong một phòng đủ sáng. Chuẩn bị chụp một ảnh selfie và chụp ảnh ID của bạn. Rồi. Rồi các bạn bấm vào bắt đầu phiên nha các bạn. Tôi đang tới đây nó lại hiện tiếng Việt thì mình cũng không biết sao. Rồi. Mình chọn quốc gia cấp. Rồi, của mình đây là Việt Nam đúng không ha? Mình Việt Nam thì còn các bạn ở quốc gia khác thì chọn quốc gia khác nha. Mình ở Việt Nam thì chọn Việt Nam. Rồi bấm tiếp tục. Rồi. Thì nó ra ba cái dòng nè các bạn. Nếu mà các bạn dòng đầu tiên là chứng minh thư, dòng thứ hai là hộ chiếu. Rồi nó có cái thứ ba là giấy phép cư trú nữa, và cái thứ tư là giấy phép lái xe. Thì mình ở đây mình sử dụng chứng minh thư cho nên mình chọn cái dòng đầu tiên nha. Rồi, bấm tiếp tục. Rồi ở đây á, ở đây nó nói là muốn Uphold muốn sử dụng máy ảnh của bà và micro của bạn, rồi các bạn bấm cho phép. Rồi các bạn bấm cho phép luôn. Rồi cái này á, là chụp ảnh mặt có ảnh của chứng minh thư, tức là mặt trước của chứng minh thư các bạn. Rồi các bạn tiếp tục bấm vào tiếp tục.
Rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ chụp cái chứng minh nhân dân nha các bạn. Thì cái này các bạn tự chụp nha. À, đến đây là các bạn tự chụp cái mặt trước chứng minh nhân dân nha. Rồi sau khi mà các bạn chụp cái mặt trước rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ chuyển qua cái mặt sau cho các bạn, nó quay quay á là chuyển lật chứng minh thư của bạn và chụp ảnh mặt bên kia. Có nghĩa là chụp mặt sau của chứng minh nhân dân. Rồi. Bấm tiếp tục nha các bạn, tiếp tục. Rồi. Rồi các bạn chụp cái mặt sau chứng minh nhân dân nha. Rồi các bạn cũng tự chụp chứng minh nhân dân của các bạn nha. Rồi sau khi mà các bạn chụp được cái mặt sau luôn của chứng minh nhân dân á thì nó ra cái giao diện là chụp ảnh selfie. À. Rồi các bạn làm gì? Các bạn bấm tiếp tục nha. Rồi sau khi mà các bạn chụp ba cái hình đó thì các bạn nó sẽ qua cái bước là xin vui lòng chờ trong khi chúng tôi xác minh cho bạn nha. Rồi. Các bạn chờ xíu. Các bạn nhớ đừng tắt cái điện thoại của bạn nha, để nó đang xác minh nha các bạn. Phải chờ thôi. Rồi. Thời gian xác minh có thể thay đổi, hãy ngồi xuống và thư giãn hoặc chuyển sang một trang web khác. Bạn sẽ được thông báo ngay khi quyết định cuối cùng được đưa ra. Rồi, kệ nó. Cứ ngồi chờ thôi, mình đâu có làm gì đâu, lướt web khác. Rồi. Rồi, xác minh của bạn đã được gửi đi thành công. Cảm ơn. Rồi, các bạn bấm tiếp tục nha. Rồi, chúng tôi đang kiểm tra nha, cái do cái chứng minh của bạn và cái tất cả các sự cài đặt của các bạn nha. Rồi mà các bạn bấm Done. Rồi, rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách là xác thực, tức là cái xác thực chứng minh nhân dân trên cái ví Apple cho các bạn. Rồi, nó xác minh luôn rồi các bạn. Nè, cái tài khoản của mình xác minh luôn các bạn, không cần phải chờ đâu. Đó. Nó cái trên cái giao diện của mình, trên cái tên của mình nè, nó đã là Verify Member Sign April 2020, tức là nó đã xác minh rồi. Tức là tài khoản mình xác minh luôn các bạn. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xác minh thành công VIP Hậu ha. Rồi các bạn như vậy là các bạn cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với lại Play nha các bạn. Rồi, chúc các bạn xác thực được VIP Hậu thành công nha. Rồi, và nhớ cho mình một like trên video, cũng như là bấm vào nút đăng ký, sau đó bấm vào cái chuông bên phải, sau đó bấm vào tất cả để có những cái video về series kiếm tiền của Play mình sẽ post lên đây và các bạn theo dõi nha. Và nếu có gì không hỏi các bạn nhớ comment với video để mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Và nhớ ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.